Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ một video về cách sử dụng những lưỡi dao bào ở trong cái máy food processor để xay thịt. Mình thấy có nhiều bạn có máy food processor nhưng chỉ có dùng cái công dụng của nó là để xay thịt mà quên mất rằng cái sử dụng những cái lưỡi dao bào như thế này rất là tiện lợi và tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho mình. Đây là lưỡi dao bào lát, bào ra thành lát như là sắt lát vậy đó. Còn cái này là để bào ra sợi. Bào ra sợi thì mình chưa thấy cái món nào thích hợp với những cái bào ra sợi như thế này trong những món đồ ăn Việt Nam. Tại vì nó bào ra thì cái lớn như vậy thì nó vừa cái độ dày mình muốn cho cái món như là chua ngọt hay gỏi, nhưng mà cái sợi nó rất là ngắn. Còn cái này thì nó mảnh lắm. Nó có hai cái size, là cái này là sợi dày hơn chút này, cái sợi này thì mỏng hơn chút. Thì mình lật cái mặt nào lên á thì là cái mặt đó là mình sử dụng. Đó, nó sẽ bào. Mình ít khi dùng cái này tại vì mình chưa thấy nó dùng được cho cái món nào cả. Còn cái lưỡi dao bào này á là cái lưỡi dao mà mình xài nhiều nhất. Mình bào rất là nhiều thứ dùng cái lưỡi dao này, và để sử dụng cái lưỡi dao này thì mình cần phải có cái trục này bỏ vào đây. Cái trục của mình bị bể xài nhiều quá. Bỏ vào trong này và đặt cái đầu này xuống dưới, cái lưỡi nó lên trên. Đó, xong rồi. Mình sẽ đây nó lại và mình xay, mình sắt, cái này phải kêu là sắt hay bào. Đây, ví dụ như bây giờ các bạn muốn sắt hành, cái củ hành thì cái củ này bự quá, củ hành các bạn bỏ vào đây 2-3 củ gì cũng được. Rồi mình sẽ lấy cái đầu này, mình bấm nút. Là xong. Làm cái vèo là các bạn có thể xay hành như thế này để làm món hành phi. Rất là ngon và nhanh. Các bạn xem nè. Đó, rất là nhanh. Hoặc củ hành lớn thì các bạn có thể bỏ vào trong cái miệng lớn này rồi xài cái này thôi, không cần phải xài cái ống kia đè xuống. Cái này thì mình cứ để thôi, nhưng mà thật ra mình xài cái này để mình đè. Nhất là làm mấy món gỏi, các bạn có thể sắc hành, sắc cà rốt. Rất là nhanh. Dày mỏng gì mình cứ điều chỉnh ở dưới cái phần này. Muốn làm nhiều món thì các bạn cứ cho cà rốt với củ cải vào đây là có ngay một đống cà rốt củ cải để làm nhiều món, tha hồ mà làm. Có một món mà rất là thích để sử dụng cái máy này, đó là sả. Các bạn sắt sả, các bạn cắt bỏ cái khúc đuôi này đi, hoặc là các bạn để cái đuôi cho nó dài cũng được để dễ cầm. Rồi sau đó mình sẽ cắt bỏ, làm sạch sẽ hết cái trước này rồi bỏ vào trong đây.
sẽ còn lại những cái khúc này ở trên cái đầu máy thì mình lấy ra, tại vì nó mềm mà nó nhỏ rồi, nó khi mà nó khi mà nó sắc á, nó sẽ ẹo lên là nó sẽ thành những cái sợi dài, nó không có thành bằng lát nữa, nó những cái sợi dài như thế này đó. Mấy cái này là lúc mà gần cuối rồi nó mềm rồi đó, chứ còn nó thành lát là như thế này. Ngon không, dễ dàng nhanh chóng không? Mình hay mua sả một bó bự rồi về làm hết một lần, mình chia ra những cái mà còn để nguyên cây để nấu bún bò, rồi còn lại thì mình sắc lát như vậy để xào sả ớt hay là kho gì đó, rồi hoặc là xay nhuyễn á, thì là mình để làm sa tế, còn sắc lát như vậy thì để kho sả. Các bạn muốn xay vụn cái gì đó thì sau khi các bạn sắc lát rồi, ví dụ như là mấy cái lát này, hoặc là như hôm mình làm cái món mứt tắc mà mình bào, mình làm cái món ô mai mà mình bào bào táo ra đó, xong rồi mình muốn sắc vụn ra đó thì mình cứ bào bằng cái lưỡi bào hồi nãy, xong rồi bỏ ngược vô lại rồi xay bằng cái lưỡi xay thịt là nó sẽ nát ra. Bây giờ nó là nát ra rồi đó. Ví dụ như các bạn muốn xay thử coi, xay cắt cắt bắp cải để làm chả giò, các bạn có thể cho vào cái lưỡi sắc lát xong, hoặc là các bạn bắp cải thì các bạn có thể cắt cục 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 ra rồi thả vô trong này, là xay bằng cái máy xay thịt, bằng cái lưỡi xay thịt là nó ra như thế này. Làm chả giò tất cả các thứ đều xay bằng cái này. Hành hành củ, hành củ mình có thể sắc ra vuông 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 bỏ vô xay cũng được, không cần phải bào, bào thì nó nát, nó mỏng quá. Nấm mèo ngâm nở xong rồi mình cũng bỏ vô đây, mình xay vài lát, mình xay vài nhát thôi là nó cũng ra như vậy đó. Tất cả những cái món ở trong cái chả giò là đều xay bằng cái máy này hết. Nó rất là tiện và nhanh và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian mà công sức nữa. Mình chỉ muốn chia sẻ video này để các bạn nhớ là mình có những cái đồ, có nhiều bạn có mà không biết xài, không nhớ tới để xài, thành ra là mình làm cái video này chỉ để chia sẻ vậy thôi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tới.